một cái tên gọi là chu truyền xương. Thì quá trình này, thì quá trình tạo xương nó sẽ là lâu hơn rất là nhiều lần so với quá trình hủy xương, chiếm hơn 2 phần 3 cái của thời gian. Và cứ tạo hủy xương nó là một cái quá trình liên tục trong suốt cái đời sống của một cá thể. Tế bào xương là tế bào đã kết liền với xương trong quá trình tạo xương và khoáng xương. Kèm theo đó, tế bào lót thì người ta vẫn chưa hiểu rõ được chức năng. Một cái khái niệm tiếp theo nữa mà mình cần các bạn cần phải hiểu và nắm đó là mật độ xương đỉnh. Mật độ xương đỉnh thì là mật độ xương mà một cái cá thể nó đạt tối đa từ 20 đến 35 tuổi. Và mật độ xương đỉnh này nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng vào. Mật độ xương đỉnh nó do yếu tố di truyền, nó do ảnh hưởng bởi yếu tố khác như là các cái bệnh lý, do chuyển hóa, các cái bệnh lý do từng chủng tộc, hoặc là các cái bệnh lý thứ phát do xương, hoặc là các cái cơ ngoài, các cái mô ngoài xương. Thì mật độ xương đỉnh mà càng cao á, thì nguy cơ loãng xương lại càng thấp. Chính vì vậy mà những cái chế độ sinh hoạt để làm gia tăng cái mật độ xương đỉnh, và nói về nôm na như trước đây chúng ta các bạn nghe thấy này, là chúng ta cố gắng để gia tăng chiều cao và cả gia tăng cái cấu trúc giải độ vững chắc của xương bằng các cái hoạt động mà cả hoạt động vận động. Cái yếu tố xương nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, và các bạn khi mà đọc thì có nhiều tài liệu liên quan tới các yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ loãng xương. Tuy nhiên mình sẽ tóm tắt lại bằng một cái hình ảnh như thế này, các bạn sẽ để ý và nhìn xem. Đây là cái hình ảnh mà nó tóm tắt lại các yếu tố nguy cơ gây ra loãng xương thường hay gặp, và họ viết tắt thành chữ, một cái chữ để cho mình dễ nhớ, đó là sách bằng hạ mấy những cái chữ cái đầu tiên đó là rượu này, corticoid, canxi, estrogen, hút thuốc lá và chế độ sinh hoạt tĩnh tại. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố thường thường hay gây ra loãng xương. Thì cái việc mà hút thuốc lá và uống rượu, trước đây người ta hay nhắc đến nguy cơ các bệnh lý về đường hô hấp, các bệnh lý về tim mạch, các bệnh lý về gan mật. Tuy nhiên có một cái bệnh lý mà nó sẽ cùng ảnh hưởng, đó là bệnh lý về mô xương. Nó sẽ làm giảm cái dòng máu tới tới xương và gây gia tăng các bệnh lý về mạch máu, các bệnh lý vi mạch. Từ đó nó sẽ làm giảm cái tưới máu ở tại các cái mô xương, và chính vì vậy mà nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ dàng dễ mắc các cái loãng xương, bao gồm cả loãng xương nguyên phát và thứ phát. Thứ hai là corticoid. Thì corticoid là một cái nhóm thuốc mà được sử dụng rất là rộng rãi trong nhiều nhóm bệnh lý khác nhau, và người ta ghi nhận rằng việc sử dụng corticoid với liều từ 7,5 mg trong một ngày, các bạn nhớ rõ con số là 7,5 mg trên một ngày, kéo dài tối đa từ 3 tháng trở lên là đã bắt đầu có ảnh hưởng tới cái mức độ đến mức độ xương. Vậy từ 7,5 mg từ 3 tháng trở lên đã có ảnh hưởng tới cái mức độ xương, nó sẽ làm giảm quá trình tạo xương và gia tăng quá trình hủy xương. Trong khi đó những bệnh lý mà các bạn đang gặp về mặt lâm sàng như hội chứng thận hư, viêm khởi dạng thấp, hoặc là các cái bệnh lý khác, thì đôi lúc bệnh nhân sẽ phải được truyền hoặc là uống với corticoid liều rất là cao, và đương nhiên là kéo dài rất là lâu, từ đơn vị là 6 tháng, 8 tháng, 9 tháng. Và chắc chắn những cái đối tượng đó đã có ảnh hưởng tới cái mật độ xương rồi. Các bạn là đi năm thứ năm và các bạn đã từng đi nhi, các bạn thấy có một cái sự so sánh nhỏ như thế này, đó là những cái đứa bé mà uống corticoid, cái người nhỏ bệnh nhân mà phải uống corticoid kéo dài á, thì cái chiều cao của những đứa trẻ đó nó sẽ không bằng những cái đứa trẻ mà không có mắc các cái bệnh lý gì liên quan tới cái việc sử dụng corticoid. Đó là chúng ta đã mới nhận xét sơ bộ. Sơ bộ như vậy bạn thấy rằng là corticoid nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng xương. Thứ ba đó là canxi. Thì nguồn canxi đưa vào nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố, mà một trong những yếu tố đó là cái thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt và thói quen ăn uống. Thì những người châu Âu và những cái người mà các cái châu ở lục khác á, ngoài ngoài trừ Đông Nam Á, thì cái việc mà bổ sung canxi là thường ngày. Bạn thấy rằng người ta uống sữa, các cái chế phẩm như cheese, phô mai thì là liên tục và dùng rất là nhiều như một cái chế phẩm thường ngày. Tuy nhiên ở người Đông Nam Á, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta, thì một bộ phận nhỏ cá thể là được sử dụng canxi, có thể là bằng cả canxi tinh chất, hoặc là các cái chế phẩm canxi như là sữa, hoặc là canxi, hoặc là phô mai, hoặc là cheese. Estrogen, cái việc giảm nồng độ estrogen thấp, thì cái việc giảm nồng độ estrogen thấp
sụt giảm estrogen thấp này nó bao gồm hai yếu tố, đó là estrogen thấp do bẩm sinh hoặc là do mắc phải, và cái nhóm mà chúng ta gặp nhiều nhất đó là do mắc phải trên những cái phụ nữ xin lỗi, vừa bẩm sinh tức là bẩm, ý mình muốn nói là do quá trình lão hóa, và mắc phải tức là những cái bệnh lý mà liên quan tới hệ sinh dục mà bệnh nhân phải cắt bỏ hệ sinh dục ở nữ giới sớm. Những cái đối tượng đó nó sẽ là có sự sụt giảm estrogen rất là thấp và rất là sớm, và bệnh nhân sẽ dễ dàng mắc các bệnh lý về xương. Lối sống tĩnh tại các bạn thấy rằng là ví dụ như sinh viên y khoa của chúng ta thì đa phần là chúng ta chỉ có đi bệnh viện vào buổi sáng, vào buổi chiều thì chúng ta ngồi ở giảng đường, thì khi mà chúng ta ngồi ở giảng đường thì chúng ta hoạt động trí óc nhiều hơn là hoạt động bằng thể lực. Và buổi sáng nếu mà các bạn không có thường xuyên đi lâm sàng mà các bạn chỉ ngồi thôi thì cái việc đó chúng ta cũng chỉ là hoạt động trí óc nhiều hơn hoạt động thể lực, và các bạn cộng lại thì khoảng thời gian chúng ta hoạt động về thể lực hầu như là không nhiều, thì ngoài trừ một số bạn là tham gia các hoạt động về bắn thể mì. Như vậy các cái hoạt động ngoài trời nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái việc củng cố cái mật độ sức xương đỉnh. Các bạn thấy rằng là đi lâm sàng càng nhiều nha, chúng ta đi từ phòng này sang phòng khác để khám bệnh nhân, đó là có lời cho cái khung xương của mỗi cá thể. Như vậy mình sẽ có cái phân phân loại loãng xương, có ba cái loại loãng xương, đó là loãng xương nguyên phát, loãng xương thứ phát và loãng xương bẩm sinh. Thì đối với chúng ta thì hay gặp là loãng đối với chúng người lớn á, tức là khoa nội thì chúng chuyên khoa nội thì chúng ta hay gặp là loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát. Còn loãng xương bẩm sinh thì các bạn sẽ gặp ở chuyên khoa nhi, và có một số bé thì loãng xương bẩm sinh từ từ mắc phải từ hồi nhỏ, và lớn lên dần dần thì vượt qua độ tuổi là 15 tuổi thì bắt buộc các bé đó phải chuyển qua cái khoa nhi khoa nội. Nhưng mà phần lớn là những cái đứa trẻ đó thì nó sẽ xuất phát điểm là khởi bệnh là từ nhi, và do thiếu bản sáng tổng hợp vitamin D hoặc là hấp thụ canxi. Chính vì vậy mà đứa trẻ đó sẽ không có lớn và khung xương nó sẽ là không có vững chắc như những cái người lớn. Ở đây mình hãy nhấn mạnh và rất là hiếm gặp, ở đây mình nhấn mạnh tới cái nhóm 1 và nhóm 2, và đây chính là cái mục tiêu của cái bài này. Thì các bạn để mình để các bạn khoảng 30 giây để các bạn đọc xem thử là định nghĩa thế nào là loãng xương nguyên phát và thế nào gọi là loãng xương thứ phát, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể là ấn vào trong cái phần message để mình sẽ trao đổi. Cho mình hỏi bạn Trân nữ tâm đang có đó không? Rồi, em bật mic lên và em nói giùm cho mình á, là theo em á, thì chính nhất để mà phân biệt giữa loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát là gì? Theo khi sau khi em đọc về phần định nghĩa này thì theo em là cái gì nó là cái chính, vai trò chính nhất để chẩn đoán? Dạ thưa cô nghe chưa ạ? Rồi, mình nghe rõ. Dạ thưa cô, thì cái chính nhất để phân biệt loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát là theo em xem có tình trạng cả cái bệnh lý nền ở bệnh nhân và cả cái loại thuốc mà ở bệnh tìm hiểu các loại thuốc ở bệnh nhân mà đang sử dụng mà có thể gây loãng xương. Đúng rồi. Ý thứ hai là chi nữa, ý thứ nhất là rất là đúng, như bạn nói là cả cái bệnh lý mà bệnh nhân đang mắc phải, và thứ hai là bệnh nhân này có đang sử dụng một số thuốc mà ảnh hưởng tới cái chuyển xương hay không, gia tăng cái quá trình ngoại thùy xương hay không. Yếu tố thứ hai là chi nữa? Dạ, yếu tố thứ hai là tuổi với giới nữ. Yên. Dạ, tuổi với giới nữ. À đúng rồi, những cái bệnh nhân như thế này thì như thế nào, em nói rõ hơn một tí được không? Dạ, nếu mà ở loãng xương nguyên phát thì thường gặp ở người già và thường gặp ở giới nữ, nữ mà đã mang kinh. Mình nghe nhỏ lắm, lúc nãy mình nghe rất là to mà bây giờ mình nghe nhỏ quá. Dạ, cô là loãng xương nguyên phát và thường gặp ở người già và ở phụ nữ mà đã mang kinh. Đúng rồi, như vậy bạn thấy rằng là để mà chẩn đoán phân biệt giữa hai cái nhóm này thì cái đầu tiên đó là thường thường loãng xương nguyên phát sẽ gặp ở người lớn tuổi, nhưng đặc biệt là những nếu mà nữ giới á, thì phải 6 độ tuổi mang kinh, mà nếu mà nam giới thì phải tầm từ 60 70 tuổi trở lên thì người ta mới tính tới cái chuyện rằng bệnh nhân này là loãng xương.
và rất là hiếm gặp ghi ở người mà trên độ tuổi mãn kinh, tức là chưa mãn kinh, và ở nam giới thì rất hiếm khi gặp trước 60 70 tuổi. Cái nhóm thứ hai đó là bạn phải hỏi cho được là bệnh nhân này có bệnh lý nền gì bên dưới không, để mình xem có thử là liệu bệnh nhân này có loãng xương thứ phát hay không, và bệnh nhân có sử dụng các cái nhóm thuốc gì gây ra mực giảm mật độ xương hay không. Thì quan trọng nhất của cái bài này là nằm ở đây. Và sau đó sau này thì bạn sẽ thấy rằng việc chẩn đoán xương nó sẽ loãng xương sẽ rất là đơn giản, nhưng mà quan trọng là bạn xem có thử là bệnh nhân này á, là có mắc loãng xương nguyên phát hay là thừa phát. Và nếu nhóm bệnh nhân mà thuộc loãng xương thừa phát thì bạn phải điều trị bệnh nguyên nha. Thì câu hỏi cho bài này sau khi bạn kết thúc bài này bạn sẽ làm đó là bạn liệt kê ra một số các cái nhóm thuốc gây ra loãng xương thừa phát. Được chứ nào? Mình nhắc lại, bạn liệt kê ra một số các cái nhóm thuốc sử dụng mà có thể làm cho bệnh nhân loãng xương thừa phát. Bây giờ mình qua slide tiếp theo. Bạn thấy rằng là triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán loãng xương là nó không có gì cả, mà thường là rất là kín đáo. Đôi lúc bệnh nhân sẽ có đau xương, nhưng mà đa phần là bệnh nhân sẽ hai cái phần mục mà bệnh nhân sẽ vào viện với mình. Một là tình cờ bệnh nhân đi khám sức khỏe để người ta vào và người ta muốn để tư vấn và khám về bệnh lý loãng xương, nếu mà người ta có hiểu biết về chuyện đó. Thứ hai là người ta vào vì các cái biến chứng, và đặc biệt là biến chứng gãy xương. Chính vì vậy mà các bạn thấy khi mà đi chuyên khoa ngoài, đặc biệt là ngoài chấn thương, thì bạn sẽ gặp là bệnh nhân này vào viện với các cái gãy xương, xẹp đốt sống, gãy xương cổ, xương đùi, hoặc là sẽ gãy ngoài vi ở cổ chân hoặc là cổ tay. Và sau khi gãy xương rồi, sau khi bệnh nhân có biến chứng rồi, thì bệnh nhân mới được tầm soát xem thử là có loãng xương hay không. Đó. Còn một vài bệnh nhân vào viện với đau xương này là đau liên tục nghe. Đôi lúc bệnh nhân sẽ có những cái đợt cấp tính với các gãy xương cấp tính, thì bệnh nhân sẽ có các triệu chứng đau cấp tính. Một cái dấu hiệu mà rất là quan trọng đó là bệnh nhân bạn sẽ gặp cái dòng này, bạn sẽ thấy này, biến dạng của cột sống với chiều cao giảm, hạn chế vận động và gò đau gáy sau ở vùng mà đau trồi lên. Ngoài ra thì dấu hiệu toàn thân là không có, dấu hiệu toàn thân không có. Với cái dấu hiệu mà chiều cao giảm như thế này thì bạn sẽ hỏi xem cái thử là trước đây người ta cao bao nhiêu và bây giờ hiện nay người ta bao nhiêu. Và đôi lúc người ta không có đau xương gì cả, nhưng mà chỉ có biến dạng cột sống và giảm về chiều cao thôi. Vậy thì bệnh lý này là một trong những bệnh lý mà chúng ta chẩn đoán thuần túy là bắt buộc phải có cận lâm sàng. Nếu không có cận lâm sàng thì bạn không thể nào chẩn đoán được. Thì trước đây người ta chẩn đoán vào X-quang quy ước, tức là X-quang cột sống thắt lưng với cái hình ảnh tăng thổ quang ở tất cả các xương. Mình nhấn mạnh này, hình ảnh tăng thổ quang ở tất cả các xương đều thấy sáng hơn so với bên xương bình thường. Và nếu mà nó xuất hiện tất cả các xương như thế này thì thường thường là chúng ta sẽ có thể sơ bộ chẩn đoán bệnh nhân này là loãng xương nguyên phát và lành thịnh. Trong giai đoạn muộn thì bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như lúc nãy mình chiếu vẽ. Bạn thấy này, mình nhắc lại, X-quang quy ước hình ảnh tăng thổ quang rất là nhiều đốt, được chưa? Rất là nhiều đốt nha. Còn nếu bệnh nhân chỉ xuất hiện một hai đốt nhất định thì mình phải phải ra soát lại đó là bệnh nhân này không phải là bị loãng xương nguyên phát lành tính, mà phải có một yếu tố gì đó. Và dấu hỏi đặt ra đó là bệnh nhân này có phải loãng xương thừa phát hay không, và bắt buộc bạn phải đi tìm nguyên nhân thừa phát. Bạn thấy này nha, bệnh nhân sẽ xuất hiện rất là nhiều đốt, một hai ba, bên này cũng như vậy, một đoạn này cũng có nha, đoạn này cũng có, và dọc theo cả cái thân đột sống. Đấy là hình ảnh của phân đồ giai đoạn loãng xương nguyên phát, đó là bình thường loãng xương và loãng xương rất là nặng. Cái phương pháp thứ hai đó là đo mật độ xương bằng phương pháp đo hấp phụ tia năng lượng kép. Cái việc mà đo mật độ xương này có nhiều phương pháp lắm, nhiều phương pháp và có nhiều cách khác nhau. Trước đây thì người ta sẽ sử dụng là siêu âm, bằng xem này, trước đây họ sử dụng siêu âm định lượng đây, 22.3 siêu âm định lượng. Thì siêu âm định lượng này người ta sẽ sử dụng sóng siêu âm để đo ở gót chân hoặc là ở chi trên hoặc là chi dưới, nhưng mà phương pháp này chỉ có tính chất là sàng lọc. Bạn thấy là trước đây các cái phòng khám này hoặc là các cái công ty sản xuất sữa này, người ta sẽ đo sàng lọc cho bệnh nhân, đo sàng lọc cho bệnh nhân. Còn bây giờ thì phương pháp này để mà chẩn đoán thì nó không phải là giúp để chẩn đoán, và để chẩn đoán thì FDA, xin lỗi, Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, hoặc và IOF, tức là IOF International Osteoporosis Foundation, người ta chỉ chấp nhận cái phương pháp đó hấp thụ tia năng lượng kép, viết tắt lên dưới trên bàn. Bạn thấy là chữ D, chữ E, chữ X và chữ A, hoặc là những cái tài liệu sau này người ta không viết chữ E nữa mà người ta viết chữ D, chữ X và chữ A, tức là DESA hoặc là DESA, thì với hai chùm tia với hai bước sóng khác nhau đi qua cái vùng mà chúng ta định đo mật độ xương. Và khi mà loãng xương thì sự hấp thụ này nó sẽ giảm đi, và thông thường thì họ sẽ đo được hai vị trí là cổ xương đùi và vùng cột sống.
cổ xương đùi và vùng cột sống. Thì bạn thấy đấy là cái máy đo mật độ xương với máy đất xa này, với có hai cái thành phần chính, một là cái bàn cho bệnh nhân nằm và trên này là cái TX, đây là cái máy, cái bộ phận mà phát sóng TX. Cái bộ phận này nó sẽ chạy dọc cơ thể chúng ta. Và thứ hai là cái bộ xử lý ở đây, và kỹ thuật viên sau khi mà xử lý kết quả, đọc kết quả thì sẽ hiện ra cái màn hình này, và sau đó chúng ta sẽ in kết quả cho bệnh nhân ở đây. Thì bạn thấy rằng là tất cả các thế hệ dòng máy khác nhau, tuy nhiên là cơ bản nó sẽ gồm có hai phần như thế. Một là cái màn hình như thế như trên bàn bạn thấy, và thứ hai là một cái màn cho bệnh nhân nằm, và thứ hai là cái màn xử lý số liệu. Thì cho dù cái dòng thế hệ nào thì cơ bản là nó cũng sẽ như thế, và nó khác nhau những cái chung tia khác nhau. Thì bạn thấy này, khi mà người ta trả kết quả cho mình thì nó gồm có hai kết quả như trên bàn. Một là đó vùng cột sống thắt lưng, đây vùng cột sống thắt lưng. Thứ hai là vùng cổ xương đùi, vùng cổ xương đùi thì cổ xương đùi bên trái hoặc là cổ xương đùi bên phải. Ngoài ra những cái dòng thế hệ mới thì nó cũng thể đo ở vùng cổ tay, cổ chân, tức là đo ngoài biên. Các bạn phân biệt hai khái niệm, đó là đo hấp phụ tia năng lượng kém ở trung tâm và ở ngoài biên. Trung tâm tức là đo vùng cột sống và cổ xương xương đùi, còn ngoài biên tức là cổ tay và cổ chân. Thì những cái dòng mà thế hệ mới sau này ấy, người ta có thể đo hấp phụ bằng ở ngoài vi, còn những cái dòng thế hệ trước đấy ấy, thì chỉ đo ở trung tâm thôi mà không đo ở ngoài vi được. Và cái bảng thứ hai đó là kết quả giống như cái dấu, bạn thấy cái dấu chấm này, dấu chấm này đây là tương ứng với cái vị trí của bệnh nhân là mức độ bình thường thiểu xương hay là loãng xương, và sau đó các bạn kết quả với chỉ số T và chỉ số Z, đây chỉ số T và chỉ số Z tương ứng với từng vị trí như thế. Ngoài ra người ta còn chấp nhận thêm một cái phương pháp khác nữa, đó là chụp các lớp vi tính định lượng cho phép đánh giá cái khối lượng xương ở vùng cột sống, nhưng mà điều bất lợi là cái bức xạ nó cao, cả cao và giá thành nó khá mắc cho cả người chụp lẫn kỹ thuật viên. Và song hành đồng thời cùng với cái nhóm bệnh nhân mà loãng xương á, thì chúng ta sẽ làm các cái xét nghiệm khác, đó là công thức máu VS, canxi máu toàn phần, canxi ion, phốt pho, tức là làm về các khoáng chất canxi, phốt pho, và chúng ta làm thêm các cái hormone cần thiết nếu bạn đang nghi ngờ bệnh nhân này là loãng xương thứ phát nha. Đây là chỉ định đo mật độ xương. Thì chỉ định đo mật độ xương ở đối tượng nào? Thì đấy là cái bảng mà của WHO cũng như IOS người ta đề ra. Đầu tiên là nữ giới trên 65 tuổi, và thứ hai là nam giới. Thứ ba là phụ nữ mãn kinh. Mãn kinh ở đây bạn đã nhớ rằng là như lúc nãy mình nói, bao gồm cả mãn kinh nguyễn phát, giáo lão hóa lẫn mãn kinh thử phát. Ở nam giới thì từ 50 đến 69 tuổi có các yếu tố nguy cơ, và ở phụ nữ mãn kinh là lần nam giới có tiền sử gãy xương, hoặc là những cái bệnh nhân mà có các bệnh lý khác, hoặc là có các yếu tố khác mà ảnh hưởng đến mật độ xương, thì chúng ta đều đó cho đó bệnh nhân đo loãng xương hết. Thì bạn thấy rằng là để chẩn đoán thì vô cùng là đơn giản, bắt buộc chúng ta phải cho bệnh nhân đo mật độ xương. Bạn thấy không, như lúc nãy mình nói đấy là một bệnh lý mà phải có cần lâm sàng, nếu bạn không có cần lâm sàng thì bạn không thể chẩn đoán được. Và thứ hai đó là triệu chứng lâm sàng, và thứ ba đó là các yếu tố liên quan. Thì nếu mà mật độ xương theo tiêu chuẩn mà nó sẽ rơi vào khung này, chỉ số T mà nó rơi vào khung này, tức là nó âm 2,5, thì chẩn đoán bệnh nhân này loãng xương. Mà nếu bệnh nhân này âm 2,5 mà có gãy xương thì chúng ta chẩn đoán rằng là bệnh nhân này có loãng xương nghiêm trọng. Để ngang đoạn này có bạn nào hỏi có câu hỏi gì không, hoặc là đặt câu hỏi gì không? Có bạn nào hỏi gì không, hay là chúng ta không có gì để hỏi? Cho em hỏi, tức là thiểu xương ở đây hiểu là như thế nào? Thiểu xương tức là có một cái từ khác nữa là thiểu xương, hay là giảm mật độ xương mà chưa tới mức, hay là thiếu xương đó, thiểu hoặc là thiếu xương, hoặc là giảm mật độ xương mà chưa tới mức của loãng xương. Nó sẽ phân là ba phân như vậy, ba độ như vậy, đó là nếu mà T lớn hơn không phải âm lớn hơn 1 thì là bình thường, nếu từ âm 2,5 đến 1 là thiểu xương, và từ âm 2,5 trở xuống là loãng xương. Như vậy nếu bệnh nhân mà từ âm 2,5 đến âm 1 thì bạn chẩn đoán bệnh nhân này là thiểu xương hay là thiếu xương mà chưa được mức là loãng xương. Và bạn nên nhớ là cái bài của mình đấy á, là bài loãng xương,
Và bệnh nhân cũng chỉ được điều trị khi bệnh nhân phân mức độ là loãng xương thôi. Đó. Bình thường á, thì bệnh viện sẽ đo đếch xa vị trí cổ xương đùi hai bên hay là một bên. Cái này á, là tùy theo hẳn sẽ phụ thuộc vào hai việc. Khi mà bạn đi làm thực tế thì bạn sẽ thấy rằng là bình thường thì người ta sẽ đo một bên thôi, một bên thôi. Và đối với hiện nay tất cả những cái thực nghiệm này á, và đo mức độ xương thì bảo hiểm y tế sẽ chi trả, và bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho hai vị trí, một vị trí hoặc hai vị trí. Thì nếu mà một vị trí thì bạn sẽ đo vùng cột sống thắt lưng hoặc là cổ xương đùi một bên, còn nếu hai vị trí thì bạn sẽ đo vùng cột sống thắt lưng và cổ xương đùi một bên. Còn nếu bệnh nhân mà làm theo dạng dịch vụ, tức là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bộ y tế, của bảo hiểm y tế, thì bạn sẽ đo cổ xương đùi hai bên, người ta gọi là đo vị trí. Ngoài ra tại bệnh viện mình thì còn có thêm một chế độ nữa là đo toàn thân, tức là đo vừa trung tâm và vừa ngoài biên. Võ Kiến Trinh, mình trả lời như vậy em có được không, em có rõ không? Rồi, mà tiếp có một bạn hỏi á, là xin lỗi mình quay lại một tí nghe. Hồ Trọng Nghĩa bạn có hỏi là bệnh nhân mà có gãy xương thì tuổi để tính trường hợp là từ lúc nào? Mình chưa hiểu câu hỏi này lắm nghe. Bệnh nhân có gãy xương thì tuổi để tính vào trường hợp là từ lúc nào? Là sao em này, mình chưa hiểu câu hỏi của em lắm đấy. Em có thể bật bật mic lên để nói được không? Dạ cô. Dạ em đấy Em nói đi. cô. Cô mà bệnh nhân mà có bị gãy xương thì em không biết là ví dụ trong lúc thời niên thiếu bệnh nhân có bị gãy xương thì mình có tính đấy là trường hợp áp dụng cái tiêu chuẩn đi cô hay là bệnh nhân sẽ bị gãy xương trong một cái điểm nhất. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Tức là bạn nói là từ hồi nhỏ đúng không? Thì thật ra là nó sẽ áp dụng khi bệnh nhân lớn tuổi, còn tương sự từ hồi nhỏ thì là chuyện khác. Nếu bệnh nhân mà có nhiều lần lặp lại gãy xương thì cái chuyện đó là việc khác. Nhưng mà nếu bệnh nhân đã gãy một lần thôi mà từ hồi nhỏ, bây giờ người ta đo mà ra có loãng xương thì hai yếu tố nó không liên quan gì với nhau hết, không liên quan gì với nhau. Nếu bệnh nhân này loãng xương nguyên phát em nghe, Dạ, còn nếu bệnh nhân này vâng. có sẵn một bệnh lý gì đó mình không biết mà lại thuộc nhóm loãng xương thứ phát thì lại là một chuyện khác nữa đấy. Cảm ơn cô ạ. Tiếp cho mình hỏi, bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Cẩm Nghĩ, bạn có hỏi là nếu mà T mà nó nằm từ âm 2,5 mà đến 1 thì không phân loại, thì không phân loại em ạ. Tức là nếu bệnh nhân này có thiểu xương mà có gãy xương thì không phân loại. Bạn nên nhớ rằng á, là thật ra cái cách mà chúng ta đang sử dụng cái cách này để chẩn đoán loãng xương thì là gián tiếp, cho nên nó sẽ có cái độ nhạy và độ đặc hiệu nhất định. Còn nếu muốn chẩn đoán trực tiếp thì chúng ta phải sinh thiết xương thì chúng ta mới biết rằng là bệnh nhân này có loãng xương hay không. Chính vì vậy mà khi mà đo này, phương pháp này nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố nhiều, và đôi lúc bệnh nhân này thuộc nhóm thiểu xương nhưng mà vẫn có nguy cơ gãy xương hơn là nhóm loãng xương. Thì cái việc mà gãy xương và loãng xương, gãy xương và thiểu xương này là còn một cái chướng khác nữa, nó rất là rộng. Và ở đây mình đang muốn nói với bạn cái chuyện là loãng xương thôi. Loãng xương thôi, và có một số trường hợp là thiểu xương mà gãy xương nhưng mà loãng xương lại không gãy xương. Nó chỉ làm tăng gia tăng nguy cơ gãy xương chứ chưa chắc rằng là nhóm loãng xương nó sẽ đã gãy xương nhiều hơn nhóm thiểu xương. Mình nói rồi em được Nguyễn Công Việt Mỹ, tức là mình không thể nào đồng hóa với cái chuyện rằng là bệnh nhân loãng xương sẽ gãy xương nhiều hơn là thiểu xương, mà nó chỉ làm gia tăng nguy cơ gãy xương. Bằng quay lại cái phần định nghĩa mình nói với em lúc này. Tiếp đó là bạn Phan Phan Nguyễn Minh Trung đúng không? Nếu mà kết quả thiểu xương á, thì thái độ của mình như thế nào và cảnh báo khả năng loãng xương không? Thì mình sẽ qua cái phần điều trị sau nha. Lúc này mình có nói với em là tất cả những bệnh nhân mà mình đang nói với em ở đây điều trị là điều trị loãng xương, không có điều trị thiểu xương. Điều trị thiểu xương chỉ điều trị bằng cả cái điều trị không không can thiệp thôi, hoặc là không dùng thuốc thôi. Còn khi mà đã dùng thuốc thì mình chỉ có áp dụng cho loãng xương thôi. Đó đấy xá bằng 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 dùng có hỏi này là đó đấy xá thì là mình nghi ngờ loãng xương hay sao? Tất cả những trường hợp mình có thể đó chỉ định đó mức độ xương nếu mình nếu bệnh nhân này thuộc nhóm nguy cơ và bảo hiểm y tế chi trả hết. Tuy nhiên á, là
Tuy nhiên là bằng thì sau này bạn đi làm á, bạn sẽ thấy rằng là bộ y tế xin lỗi, bảo hiểm y tế nó sẽ có một cái list những cái bệnh lý mà được bảo hiểm chi trả cho cái việc đo mật độ xương, và một cái list những bệnh lý mà bảo hiểm y tế không chi trả. Và đôi lúc bạn sẽ cảm thấy rất là buồn cười vì nó không có hợp lý lắm. Tuy nhiên là nếu mà bạn cảm thấy nghi ngờ cho bệnh nhân này, sau thực tế bạn đi làm thì bạn mới có thể kích bệnh nhân đồng chi trả, tức là lệ phí, để mình tầm soát cái nguy cơ loãng xương của bệnh nhân này, chứ không phải tất cả các trường hợp mình cũng đều phải theo cái văn bản của bảo hiểm y tế chi trả em nghe. Chỉ số YES-Score là một cái chỉ số mà áp dụng cho các cái đối tượng mà từ dưới 50 tuổi. 50 tuổi bạn thấy là T-Score nó sẽ áp dụng cho những cái đối tượng trước 50 tuổi trở lên, giống như cái bảng này mình chiếu cho em đấy. Đây, tức là đối với những chỉ định nào được đo và chúng ta áp dụng chỉ số T. Nhưng mà đối với chỉ số Z thì hoàn toàn ngược lại, nó sẽ áp dụng cho những cái nhóm mà dưới 50 tuổi mà lại có yếu tố nguy cơ. Và chính vì vậy mà những cái người mà càng trẻ thì chúng ta hãy sử dụng chỉ số Z hơn là chỉ số T. Bây giờ mà mình sẽ qua tiếp cái phần mình chiếu cho em xem những cái xét nghiệm cơ bản đó, đó em có thể nhìn và em đọc, hoặc là em chụp lại cái màn hình trên bảng là những cái xét nghiệm qua đất qua là thường quy, và bên trái là những cái xét nghiệm khác mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta muốn tầm soát những bệnh nhân bị loãng xương. Thì bạn thấy rằng là xét nghiệm này bao gồm chúng ta sẽ phải hỏi bệnh sử và thăm khám bệnh nhân, chúng ta xét nghiệm máu CRP, tốc độ lắng máu đúng không, làm canxi, albumin, creatinine, phosphatase, chức năng gan, rồi chúng ta làm cả chức năng tuyến giáp và chúng ta đo mật độ xương luôn. Rồi ngoài ra nếu bệnh nhân mà có các yếu tố nghi ngờ hoặc là loãng xương thừa phát thì chúng ta sẽ làm thêm một số các xét nghiệm khác nữa. Bây giờ qua phần điều trị thì bạn thấy này, chia làm hai lô. Thứ nhất là điều trị không dùng thuốc, và những cái bệnh nhân mà không phải loãng xương hoặc là thiểu xương như lúc nãy bạn nói thì chúng ta sẽ điều trị không dùng thuốc. Còn nếu những bệnh nhân mà thuộc nhóm loãng xương thì bắt buộc chúng ta phải qua nhóm vừa điều trị không dùng thuốc và vừa điều trị dùng thuốc. Đó. Ví dụ như canxi và vitamin D thì sẽ thuộc nhóm không dùng thuốc, hoặc là ngoài ra thì là tránh cả yếu tố thuận lợi béo phì, hút thuốc lá hoặc là phối hợp, và nhóm tiếp theo là nhóm dùng thuốc. Bây giờ bạn sẽ đọc cái phần này và bạn sẽ cho mình biết được rằng là tức là cho một số ví dụ cụ thể về cái việc là dùng thuốc là như thế nào nha. Mình để cho khoảng 30 giây để bạn suy nghĩ là cái nhóm mà dùng thuốc á, nhóm không dùng thuốc là giống như trên bàn, còn nhóm dùng thuốc là những cái nhóm nào, tức là bạn đã biết những nhóm nào rồi á. Rồi bây giờ bạn nào trả lời giúp cho mình là những cái nào gọi là dùng dùng thuốc á, thì bạn có thể cho một vài tên của anh, một vài ví dụ gì mà bạn biết về cái chuyện là dùng thuốc. Dùng thuốc em thấy năm nay là có hormone thay thế này, điều hòa thụ thể estrogen này, rồi là calcitonin này, rồi là bisphosphonat này, rồi là dùng các cái sản phẩm đông hóa này nha, dùng các sản phẩm đông hóa. Bạn thấy rằng là sẽ có rất là nhiều
rất là nhiều cái rất là nhiều cái sản phẩm mà được sử dụng. Thì đầu tiên mình nói tới cái chuyện là canxi. Thì đối với liều canxi và vitamin D á, thì nó sẽ dùng cho người lớn, tức là bạn thấy này, từ 19 tuổi trở lên, 18, 19 tuổi, thì cái liều mà trung bình là 1.000 mg trong một ngày, và vitamin D á, là 400 đến 800 đơn vị trong một ngày. Như vậy đầu tiên bắt buộc những cái dòng thuốc nào mà khi mà bạn sử dụng thì bạn phải phối hợp thêm cả canxi và vitamin D, thì khi nở hiệu quả thuốc mới có được. Còn nếu bạn sử dụng các cái nhóm thuốc không mà không sử dụng thì hiệu quả không có. Thứ hai đó là các cái nhóm thuốc mà được FDA công nhận để điều trị loãng xương, thì gồm có 7 nhóm như trên bảng, và theo thứ tự mình sắp xếp ở đây, tức là những cái nhóm thuốc được sử dụng thông thường dùng nhất với hiệu quả cao. Nó có sự cân bằng về cả giá thành, về cả chất lượng, về cả tác dụng phụ, về cả mức độ phổ biến để được người dân sử dụng. Thì canxi ở đầu tiên đó là bicarbonate, thứ hai đó là nhóm calcitonin, và thứ ba là điều hòa thủ thể estrogen, với biệt dược của nó là rarocifen. Còn những cái dòng sau á thì có, nhưng mà ít bệnh nhân được sử dụng vì cái giá thành nó mắc hơn. Thì thông dụng nhất là bạn sẽ thấy là bisphosphonat để sử dụng cho loãng xương, thì có nhiều thế hệ với nhiều dòng khác nhau, nhưng mà bisphosphonat được sử dụng cho loãng xương thì chỉ có bốn cái dòng này là được FDA công nhận để điều trị loãng xương thôi, đó là alendronate, ipendronate, risedronic acid và zoledronic acid. Thì cách dùng cũng khác nhau, và các bạn có thể đọc. Ví dụ như là alendronate thì chúng ta có các cái chế phẩm là 10 mg, 70 mg, dùng một ngày một lần, một tuần một lần, tức là một tuần chúng ta sẽ uống một viên thôi. Và bây giờ còn có thêm cả alendronate, cộng thêm alendronate plus, tức là nó sẽ cộng thêm cả chế phẩm của canxi với vitamin D ở phía trong đó luôn. Thành ra bệnh nhân chỉ uống một viên, và nó bao gồm có cả liều không cần sử dụng canxi với vitamin D phối hợp. Hoặc là ipendronate thì bạn sẽ dùng một tháng một lần, hoặc là risedronate thì 2 lần trong một tháng. Ngoài ra còn có cái chế phẩm là zoledronic acid, bạn có thể truyền cho bệnh nhân 1 năm một lần mà bệnh nhân không phải uống lại. Như vậy những bệnh nhân mà lớn tuổi hay quên, hoặc là không có máu không uống, hoặc là mắc có các cái chất chống chỉ định nhất định, thì chúng ta có thể dùng băng đường đường truyền từ mạch. Như vậy để theo dõi quá trình điều trị thì bạn thấy rằng là chúng ta sẽ khám triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, chúng ta sẽ đo và mật độ xương lại, và chúng ta sẽ làm các cái chỉ điểm về mặt sinh học để chúng ta theo dõi. Và bạn nên nhớ là bất kỳ bệnh lý gì nó cũng sẽ có thế, tức là sử dụng bất kỳ nhóm thuốc nào nó cũng có tác dụng phụ, và nó cũng có các cái hiệu quả với nhiều mức độ khác nhau, và thất bại về điều trị. Thành ra là chúng ta phải theo dõi về điều trị, chứ không phải là chúng ta dùng thuốc và chúng ta truyền thuốc cho bệnh nhân uống, hoặc là truyền rồi chúng ta sẽ bảo rằng là bệnh nhân này sẽ hết loãng xương lắm có. Theo đó chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân này định kỳ. Đầu tiên là chúng ta sẽ theo dõi 3 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm, và 1 năm sau chúng ta sẽ cho bệnh nhân này đo mật độ xương lại để xem có thử là bệnh nhân này có cải thiện không. Mà nếu bệnh nhân mà không cải thiện thì hoặc là nếu mình có cải thiện thì mình làm thế nào, nếu mình không cải thiện thì mình có thể làm như thế nào, thì cái đó là còn về mặt lâm sàng nữa. Thành ra là khi mình đi lâm sàng, các bạn muốn thắc mắc muốn hỏi gì về chuyện này thì mình sẽ trả lời tiếp. Rồi như vậy bài học về loãng xương chúng ta ngày hôm nay là dừng ngang mức độ này. Có bạn nào hỏi không, chúng ta sẽ để cho bạn hỏi suy nghĩ và hỏi sau đó khoảng 5 phút thì mình sẽ bắt đầu tiếp bài tiếp theo nha. Trong thời gian đó thì các bạn có thể ngừng nghỉ, và bạn sẽ đặt câu hỏi đến ngày nay, và mình sẽ xem và trả lời cho mấy bạn.